Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio cổ đại của MC Annie Bây giờ là tập 6 của truyện Thả thí thiên hạ Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Eni Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hỏi thăm một bữa cơm trưa Bên trong khoang thuyền của chiếc thuyền màu đen hết sức hoa lệ, màn tre bằng tơ tằm màu tím, bàn khắc hoa văn, sàn trải thảm đỏ, trên vách treo những bức tranh sơn thủy. Nổi bật nhất là người đang tựa lưng vào chiếc ghế tựa mềm mại kế bên song cửa. Bởi vì có hắn mà tất cả những thứ hoa lệ này đều đã hóa thành ung dung và thành nhã. Phòng tức ngồi ở trên giường, hai bên là trung ly và trung viên. Trên mặt đất có một người nam đang quỷ gối, cúi đầu, sắc mặt mờ tối trong khoang thuyền khiến cho khuôn mặt của y không hề rõ ràng chỉ giống như là một cái bóng mờ hồ không thấy được cũng không chạm vào được tuy nhiên có thể đoán ra tuổi của y không lớn uống xong chén trà phòng tức mới nhàn nhã mở miệng chuyện gì nam tử đang quỳ lại đáp chuyện công tử dặn dò ta đã có manh mối vân công tử xin ý kiến của công tử có cần trực tiếp hạ thủ hay không ừ phòng tức đậy nắp chén trà Trung Ly tiến tới nhận lấy, đặt xuống bên cạnh. Đã phát hiện ra được gì rồi? Trước mắt chỉ là bám theo hành tung, chưa điều tra được mục đích thực sự của bọn chúng. Vậy sao? Phong tức trầm giọng. Vậy tạm thời đừng có ra tay, chỉ cần theo sát. Vâng. Còn nữa, chuyện Huyền Tôn lệnh bảo cậu ấy không cần phải để ý, ta tự nhiên là có sắp xếp. Vâng. Người đi đi phong tức vất tay thuộc hạ xin cáo lùi nam nhân kia lùi về phía sau bên trong chìm vào trong yên tĩnh ánh mắt phong tức rơi vào một nơi nào đó hình như đang trầm tư sau một lúc lâu mới quay lại hỏi trung Lì. thu xếp ổn thỏa cho phượng cô nương hay chưa bẩm công tử trung viên đã bố trí cho phượng cô nương ở trên khoang thuyền rồi trung Lì đáp ừ phong tức gật đầu ngửa người ra sau dựa vào thành ghế nhìn ra khoang thuyền bây giờ đã là buổi chiều tối hoàng hôn thâm trầm buông xuống cửa bị đẩy ra trung viên cầm một hộp ngọc màu đen tiến vào bên trong phòng đặt ở trên bàn mở hộp ở trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra trói lọi xua đi vẻ u ám trong phòng trong hộp đựng một viên dạ minh châu to bằng nắm tay của trẻ em trung ly gỡ chiếc đèn lồng ở trên vách xuống bỏ viên dạ minh châu vào chính giữa sau đó treo lên viên dạ minh châu phát ra ánh sáng đấp lánh như ban ngày Sáng quá. Phòng tức quay lại liếc nhìn ngọn đèn, xoa so xoa so ấn đường. Nằm ngón tay khép lại che đi đôi mắt, cũng che luôn sắc thái âm u khó hiểu ở trong con người của hắn. Trung Ly và Trung Viên nghe vậy, lại nhìn nhau. Từ khi đi theo công tử tới bây giờ, biết công tử ghét nhất ánh nến hay là ánh đèn tối tăm, bất luận là ở nhà hay bên ngoài, đều phải dùng dạ minh châu để làm đèn. Vậy hôm nay tại sao lại nói sáng quá? Đốt một ngọn đèn, xong rồi lui xuống đi. Phong tức buông bàn tay đang che chán, hai mắt khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh giả lệnh. Tuần lệnh. Trung ly và trung viên đáp. Một người gỡ dạ minh châu, một người lại thắp đèn dầu, sau đó rời đi, nhẹ nhàng khép cửa. Đợi bước chân hai người đi xa, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn dầu hiu hắt, bầu bạn với tiếng nước sông. Phong tức lặng lặng nằm ngửa ở trên ghế, nhắm đôi hàng mi lại, khuôn mặt trầm tĩnh, phẳng phất như đang suy tư điều gì, chìm vào trong ảo mộng. Thời gian chậm rãi trôi, chỉ có gió sông thỉnh thoảng thổi qua ngọn đèn mờ nhạt, ánh sáng tản ra không gian tịch mịch, tự như sự kinh động đến người đang chợp mắt trên ghế. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, phòng tức mở to mắt, tầm nhìn chuyển đến trên mặt sông đen nhánh, ngọn đèn ngẫu nhiên xuất hiện trên bờ, rơi vào một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, khiến cho đôi mắt đó phát sáng như ngọc, lóe lên một hàn quang thầm thầm sắc bén. Huyền tôn lệnh Bà chữ nặng nề thốt ra, ánh sáng lạnh lẽo thoáng lấp lánh. Hắn lại khẽ giơ tay, lại nhìn lòng bàn tay của mình, rồi lại hơi nắm lại. Cất tiếng thở dài. Bạch phong tịch Sáng sớm, khi Trung Ly và Trung Viên đẩy cửa vào, thì đã phát hiện ra công tử nhà họ vẫn đang nằm trên chiếc ghế dựa, áo mũ như cũ. Hai người lếch mắt qua, chiếc chăn trại giường ở trên giường, không hề có dấu vết xây dịch. Công tử Trung Ly khẽ gọi Ừ, phong tức thức dậy đáp lời hơi dối người cứng ngắc vẻ mặt của hắn vô cùng bình thường không thấy có một chút nào mệt mỏi trung viên bước lên đầu hầu hạ hắn xúc miệng rửa mặt trải đầu thay quần áo sau khi hoàn tất mọi thứ trung lý đã bày xong bữa sáng trên bàn một ly nước trong veo một cái bát một đĩa sủi cạo dĩ nhiên là những thứ này chất chứa nhiều hơn là số lượng nước ở trong ly được lấy từ suối thanh thai thiên hạ đệ nhất suối của bạch phong quốc cháo được nấu từ loại gạo đặc sản chân châu hương trộn với tổ yến ngân nhĩ bạch liên hầm chín của hắc phong quốc còn đĩa sủi cào có nhân được làm từ lõi cải non trắng được xưng làm mạch ngọc phiến của hoa quốc phong tức vốn không thích ăn thịt phong tức uống một ly nước trước sau đó ăn chút cháo rồi lại gấp một miếng sủi cào có điều vừa tới bên mồi hắn liền buông đôi đũa xuống giữa cậu chỉ ăn được chén cháo hấp hơi lâu lõi cải đã quá nhừ lần sau phải để ý tới lửa hắn liếc nhìn đĩa sủi cào rồi nói à vâng trung lì dọn chén đĩa phòng thức đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách lấy ra giấy bút trải khăn trắng lên trên bàn hạ bút lại viết động tác lưu loát liền mạch chỉ chốc lát đã viết xong hai phong thư trung viên phải hai người chia nhau gửi những bức thư này hắn dán kín hai phong thư rồi đưa cho trung viên vâng công tử Trung Việt nhận lấy thư Lại đi ra ngoài cửa Còn Trung Ly bưng trà bước vào Phòng thức nhận lấy chén trà uống một hớp Sau đó buông xuống ngẩng đầu, cân giặt Trung Ly, hãy chuẩn bị đi Sáng mai thuyền cập bến Chúng ta phải đổi sang đi bộ Thẳng tới Hòa Quốc À, vâng, công tử Trung Ly cúi đầu đáp Tự như nhớ tới việc gì Lại quay đầu nói với phòng Tức Công tử Chẳng phải ngài đã hẹn gặp tới cô nương ở Hoàng Quốc phong tức nghe như vậy lại cười diễu nếu nữ nhân đó đồng ý với người khác chuyện gì vậy thì chắc chắn sẽ làm được còn đối với ta cô ấy nhất định là không làm huống chi ngày ấy người con nghe thấy nàng ấy nói đồng ý hay chưa trùng lê cẩn thận suy nghĩ lại lắc đầu quả từ không nghe thấy chính miệng của phong tịch hứa chắc chắn bởi vậy chúng ta phải đi Hòa quốc phong tức nâng chén trà lại mở nắp ra hơi nóng phẳng phất tràn ngập gương mặt của hắn giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng thoáng thoáng giống như sương mù. Nếu nhận đó, thực sự là nhường huyền tôn lệnh cho Thế tử nước Hoàng. Nàng ta... Lời cuối cùng ngập ngừng không nói, khẩu khí làm cho người ta khó đoán. Vậy tại sao lại phải đi Hòa Quốc? Công tử à, chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, tại sao lại không trở về? Trung Ly nhăn mặt nhíu mày. Cậu mới chỉ 15 tuổi, dù đã quen theo công tử phiêu bạt giang hồ từ năm 7 tuổi, nhưng mà xa nhà quá lâu, Thực tình cậu rất nhớ mẫu thân Đi Hoa Quốc Có rất nhiều lý do Sương mù dày đặc bao phủ khuôn mặt của phòng tức Tình cờ phản chiếu ra ánh sáng mặt trời Hắn đặt chén trà xuống Rồi đứng dậy vỗ đầu của Trung Ly Trung Ly Chúng ta sẽ về nhà Mau thôi Vâng Trung Ly an tâm gật đầu Vậy công tử Ta lùi xuống trước Sau khi Trung Ly trở ra Ở trong phòng chỉ còn lại một mình phòng tức hắn đến bên cửa sổ vươn người đón ánh mặt trời đôi mắt nhíu lại nhìn đàn chim bay lượn qua lượn lướt, lướt sông lại tự lầm bầm hóa quốc sao trong khoang thuyền phượng tây ngô vừa tỉnh lại đã thấy một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi đang đứng bên giường đầu búi hai búi tóc nụ cười ngọt ngào ở trên khuôn mặt thực sự rất thật thà hiện lên hai lúm đồng tiền khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái phượng cô nương cô đã tỉnh rồi sao Nô tỳ tên là Tiểu Nhi, công tử sẵn dò nô tỳ kể từ bây giờ sẽ là người hầu hạ cho cô nương. Tiểu Nhi lại cười giòn tan. Phượng Tây Ngô nhàn nhạt, nhạt gật đầu, lại ngồi dậy. "Cô nương bây giờ muốn dậy rồi sao? Tiểu Nhi sẽ hầu hạ người." Tiểu Nhi vừa nói vừa bắt đầu làm, giúp Phượng Tây Ngô thay quần áo, rửa mặt chải đầu, sau đó trang điểm cho nàng. Còn Phượng Tây Ngô từ đầu tới cuối vẫn không nói lời gì, chỉ lạnh lùng trầm mặc phối hợp. Cô nương rất xinh đẹp trang điểm xong lại nhìn dung mạo đoan trang thanh nhã giống như hoa trong gương đồng Tiểu thiếu nhi lại không khỏi khen ngợi khóe môi của phượng tây ngô giãn ra lại hưởng ứng lời khen vậy em sẽ mang bữa sáng lên cho cô nương tiểu nhi mở cửa rồi đi phượng tây ngô đứng dậy đi đến trước cửa sổ lại đẩy cửa ra ánh mặt trời xuyên qua trói mắt nàng không khỏi nhíu mắt lại quay đầu đánh giá khoang thuyền mọi thứ ở đây đều hết sức đắt tiền nhưng khi kết hợp lại thì chẳng thấy thô tục Mỗi một vật đều được sắp xếp rất hợp lý, chợt đưa mắt nhìn quanh, dường như có một vị cao quý, trang nhã bao phủ. Nàng suy nghĩ, gia tộc của mình ngày xưa khi còn hưng thịnh cũng chẳng xa hoa tới thế. Chiếc thuyền vô cùng rộng rãi, nhưng mà người trên thuyền thì lại không nhiều, ngoại trừ mấy gia nhân thì nàng chưa hề gặp lại ai nữa. Nàng cảm thấy ở trên thuyền dường như không chỉ có mấy người này, nhưng mà những người khác thì đang ở đâu? Còn hắn, hắn đâu rồi? Cô nương Hãy dùng điểm tâm Tiểu nhì đã trở về Phượng Tây Ngô đến trước bàn Ngồi xuống lại chầm mặc ăn sáng Tiểu nhì đứng bên cạnh cầm khăn tay Lau cho nàng Đối với sự im lặng của Phượng Tây Ngô Tiểu nhì cũng đã lờ đáng không chú ý Từ đầu tới cuối đều mang bộ dạng tươi cười Khi cô mang bát đũa sang phòng bếp Rồi quay lại đã thấy Phượng Tây Ngô lấy cây ra tỉ bà ra Hai ba tiếng tỉ bà Díu dít leng kèn cất lên Vẫn chưa tạo thành một khúc nhạc ánh mắt của phượng tê ngô dán chặt vào đầu ngón tay đầu ngón tay lại kéo căng dây đàn dây đàn xoắn tít phượng cô nương nó đã thức dậy rồi giọng nói nhàn nhạt, nhạt nhã nhặn của phong tức chợt vang phượng tê ngô run người lại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía nhưng mà không thấy bóng dáng của hắn công tử đang ở trên khoang thuyền đó Tiểu nhi thốt lên đến đây trò chuyện với ta đi có được không thanh âm của phong tức vang lên rất rõ ràng tự như người đang đứng trước mặt phượng Tê ngô ôm tị bà đứng dậy tiểu nhì mở cửa lại dẫn nàng tế tới khoang thuyền giây phút đẩy cánh cửa ra trước mắt của nàng là một bóng dáng cao ngất và mạnh mẽ đang quay lưng về phía cửa sổ ánh mắt sáng người xuyên qua xong cửa chiếu vào người của hắn toàn thân của hắn nhuộm một dải sáng mỏng lung linh nghe tiếng mở cửa hắn xoay người lại ánh sáng quanh thân cũng đang lưu động giơ tay phất áo ánh nắng rơi rơi ở trong chớp mắt căn phòng đã trở nên u ám cõi lòng âm u của ai đó đã được soi rọi ánh dương quang mang nhảy múa trái tim của nà cũng liền nhảy theo sau đó con người đen thuần như ngọc đó đã di chuyển Nà có thể thấy được sự ấm áp từ màu đen đó một sự ấm áp được giấu kín rất sâu sắc thực sự bí mật như vậy lại chợt như vô tình hiện hiện chỉ là chàng đang giấu nó vì ai phượng cô nương người đã quen chưa Phong tức ôn hòa cười nói, vẫy tay tỏ ý mời nàng ngồi. Tây Ngô đã sớm quen với Tùy Ngộ Nhi An. Phượng Tây Ngô cũng thản nhiên đáp, nàng bước lên trên ghế mềm mại bên cạnh, lại ngồi xuống. Phượng tề Ngô, tề Ngô, <laughs> cái tên này quả nhiên rất hay. Phong tức ngồi xuống chiếc ghế lớn, ánh mắt nhu hòa nhìn Phượng Tây Ngô. Cô gái này vẫn luôn lạnh lẽo đến thê lường. Hắn cất tiếng cười. Vậy trong nhà của Tây Ngô có bao nhiêu người nghe thấy thanh âm trầm thấp của phong tức lại gọi tê ngô con người của nàng nháy mắt tỏa ra hào quang dịu dàng mà ấm áp khuôn mặt như ngọc lấp lánh làn da trắng hơn tuyết diễm lệ và trói lóa rơi vào ánh mắt của bốn người trong phòng làm trong lòng của họ không khỏi tán thưởng không nhà không người thân nơi nào có ngô nơi đó có tê thanh âm của phượng tê ngô lúc ẩn lúc hiện theo gió bay ánh mắt của nàng rơi vào đôi con ngươi của phong tức dường như mang theo sự cố chấp. Phong tức nghe như vậy thì liền nhìn vào trong đôi mắt của nàng. Ánh mắt như vậy làm cho hắn bỗng nhiên vươn tay. Ngón tay thon dài khẽ vén vài sợi tóc mai ở trên trán của Phượng Tê Ngô. Sau đó đổ ngón tay lướt qua khuôn mặt của nàng. Mày như lông vũ, mắt như vì sao, da trắng như tuyết, mồi tựa cánh hoa. Khuôn mặt không một chút điểm trang vẫn đoan nhã và tự nhiên, lãnh đạm đến thành quý. Đúng là một gia nhân tuyệt sắc, Mười năm giang hồ, đã lâu rồi không gặp một nhân vật nhẹ nhàng và khoan thai như vậy. Vì sao? Phong tức lại trầm giọng hỏi, không rõ ràng, nhưng mà Phượng Tê Ngô hiểu được. Mặc cho đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mà chưa ai dám động chạm của nàng, Phượng Tê Ngô cảm giác được sự ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng thơm mát đó, lại thì thoảng thoát, thoát qua cánh mũi, thành nhã như u lan. Phượng Tê Ngô khẽ khép đôi mì, lại thì thầm. Vì thiếp tự nguyện Đúng vậy Bởi vì tự nguyện Bởi vì tự nguyện Tài của phòng thức lại nhẹ nhàng dừng trên cằm của nàng Lại nâng cằm nàng Thở dài gọi tên Tê ngô Phượng tê ngô mở mắt Đôi mắt trong veo như làn nước Không với bẩn tạp chất Cũng chẳng có sự do dự Phản chiếu thân ảnh của người trước mắt Một bóng dáng rõ ràng Dường như đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn rõ chính mình như vậy Một cặp mắt thuần khiết phản chiếu sự ôn hòa mà lại vô tình của hắn phòng tức lợi chưa có một chút phân vần. thu lại lời sắp nói nắm chặt bàn tay lại cánh tay lại buồn thóng mỉm cười ưu nhá thản nhiên tê ngô ta sẽ giúp nàng tìm một cây ngô đồng tốt nhất trái tim của nàng trượt chậm xuống trong nháy mắt đau đớn vô bờ vì sao không phải là câu ta sẽ là cây ngô đồng tốt nhất cho nàng nếu như tê ngô không thích nói chuyện vậy thì nàng sướng một khúc đi phòng tức lại tựa vào chiếc ghế lớn hắn vẫn là phong công tử cao quý như vương hầu trên gương mặt vẫn thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng và ung dung không đổi dù đã trải qua ngàn vạn năm Giọng hát của Tây Ngô tự nhiên là âm thanh của thiên nhiên, khiến cho mọi người nghe mãi không chán. Ta lại rất thích. Rất thích? Có thật không? Vậy thì tốt, sướng cho hắn nghe một trăm năm vậy cũng được. Vậy công tử đã nghe qua từ đế hương hay chưa? Phượng Tây Ngô nhẹ nhàng nói. Tây Ngô, hãy hát cho ta nghe đi. Phong tức nhắm mắt, hoàn toàn thả lòng người. Hoa hạnh xuân bay rộp rộp đầu, trai trẻ phong lưu bước bước mau. Ước nguyện trung thân bên chàng ấy, giấu tình co nhạt cũng không sầu. Tiếng cả trọng trẻo không nhiễm bụi trần, uốn lượn ở trong phòng, bay ra khung cửa sổ, tung tẩy khắp mặt sông. Mặt sông mênh mông, ánh nắng tươi sáng, cỏ lau um tùm. Vài con thuyền đánh cá chở theo người ngư ca, Hào sảng làm bạn với tiếng hót của chim bói cá, tất cả hòa quyện thành bức tranh rất tươi đẹp, ở giữa là làn khói mờ hủ quấn quanh. Thiếp nguyện trung thân bên chàng ấy, dấu chàng vô tình cũng không sầu. Chữ vô tình và chữ không sầu, cuốn quyết si mê với nhau, tự như là một trái tim giống như biển lớn của nàng, lại không oán không hối, cho dù có gió thổi, cũng sẽ chẳng thể tan biến. Thành Thái, Nam Quốc thành thái là một tòa thành ở nước nam rất thuận tiện đi sang thành nhĩ vốn là một tòa biên thành tiếp giáp với nước hoàng ngày xưa muốn tới thành nhĩ thì phải tới thành qua thành dẫn trước vậy nhưng vào đại chiến thành qua và năm năm trước hai tòa thành này đã bị nước hoàng thôn tín tốt lắm cuối cùng đã đến được thành thái đứng ngoài cổng thành phong tịch ngừng đầu lên nhìn hàng chữ lớn được khắc trên cổng thành lại cảm thán phát nhi để phải nhanh lên một chút chúng ta phải vào trong thành ăn cơm. Phong tịch quay đầu gọi cậu ấm đang nhích từng bước. Nhưng tỷ... Tỷ có tiền ăn cơm hay không? Hàn vác ôm cái bao tử trông rỗng lại uể oải. Hai người lúc này trông rất sạch sẽ và chỉnh tề, ngoại trừ mặt của Hàn Phác có vẻ hơi xanh xao. Không có. Phong tịch phủi phủi cái túi tiền bên người, hết sức thần thắn đáp. Vậy không có tiền thì làm sao ăn cơm được? Chẳng lẽ tỷ là muốn ăn cướp sao? Hàn Phác lại đứng thẳng lưng, chân thật nói không nên trách cậu nói năng lỗ máng chẳng qua là mấy ngày này ở chung với phong tịch đã làm cho cậu hiểu được rằng bất cứ một hành vi nào không bình thường mà đối với phong tịch thì nó cũng sẽ trở thành rất bình thường cướp phong tịch quái đản kêu lại lắc đầu sao mà được tại đường đường là bạch phong tịch há có thể làm cái chuyện đó những cái chuyện này mà tỷ có nói không dám làm sao thuốc nhà đệ tỷ cũng tới cướp không phải là cướp thì là cái gì hàn phát lại biểu môi nói Nghĩ lại thì ban đầu cậu ta cũng sùng bái ngưỡng mộ hai vị đại hiệp Bạch Phong hắc tức. Nhưng bây giờ mới thấy được bộ mặt thật của họ. Ai ngờ đâu mấy cái vị đại hiệp này thỉnh thoảng cũng chẳng có khác gì vô lại. <laughs> phát nhi, về chuyện thuốc nhà đệ thì cái đó người ta kêu là làm từ thiện đó. Phong tịch lại cười như ruồi. Còn cái chuyện tiền ăn hôm nay, ta sẽ tìm cách. Tìm cách? Nhưng mà cách gì? Cứ đi theo ta. Phong tịch ngắm đôi mắt của Hàn phát lại cười cười rất có ý đồ. Bị nàng nhìn, Hàn phát lại cảm thấy lạnh gáy, lồng tờ dựng đứng, trực giác của cậu mách bảo không ổn rồi. Đi mau lên, phát nhi, còn chờ đến đến làm gì nữa? Phong tịch thúc giục. Hàn Phác không thể nào làm gì khác, đành phải đi theo phong tịch. Hai người rẽ qua hai con đường, đằng trước khu phố hết sức náo nhiệt, người đi đường chen chúc. Tới rồi. Nghe tiếng kêu của phong tịch, cậu ngước lên nhìn, thấy tấm biển ở trên đầu ghi hai chữ rất to, Sông bạc ấy đây không phải là quán cơm Đây là sông bạc mà Hàn phát la lối Tuy rằng lúc thầy giáo tới dạy cậu hay trốn học Nhưng mà bốn chữ sông bạc cửu thái này Cậu vẫn hiểu được nghĩa đó nha Thì ta biết nó là sông bạc mà Phong tỉnh vỗ đầu của cậu Chỉ vào biển hiệu Nghe nói sông bạc cửu thái này Là sông bạc lớn nhất của thành thái Không xào trá cũng là không ước hiếp lừa gạt người chơi nhưng Chẳng lẽ là tìm muốn đi đánh bài thắng để kiếm tiền ăn cơm sao? Hàn Phác suy đoán ý đồ của nàng, mà hao tổn tâm tư suy nghĩ để làm gì. Nữ nhân này được xưng tụng là đại hiệp võ lâm, lại rất nhiên biết đánh bạc. Mấy cái tháng sống chung với nàng, cậu ta chẳng lạ gì những chuyện này kỳ quái. Phác nhi, quả như là đệ cũng không ngốc. Phong tịch tán thưởng. Nhưng tỷ, tỷ không có tiền, thì lấy cái gì đặt cược đấy? Hàn Phác nghi ngờ nói, cậu không bị mấy cái cầu dụ dỗ của nàng mê hoặc gì đâu. Mỗi khi mà nàng khen cậu cái gì Thì nhất định là đang có âm mưu nguy hiểm với cậu <laughs> Ai bảo là ta không có tiền đặt cược Phong tịch lại cười tủm tỉm, Nụ cười này bây giờ có một chút giống với phong tức Hàn phác lại nhìn nàng từ trên xuống dưới Cuối cùng là ánh mắt quan sát miếng ngọc tuyết Hình trăng khuyết trên trán của nàng Vậy lẽ nào Tỷ là muốn dùng khối nguyệt ngọc này để đặt cược sao Còn không thì đem nó ra cửa hiệu đổi lấy vài cái ngân diệp cho đảm bảo Có điều, đây là ký hiệu tố y tuyết nguyệt của nàng lỡ mà nàng thua bạc thì biết làm sao miếng tuyết ngọc này ở trên đời chỉ có đúng một khối cũng giống như là miếng ngọc màu đen của phong tức ừ? thứ này sao đầu ngón tay của phong tịch khẽ vuốt vuốt miếng ngọc ánh trăng lại tiếc hận đáp đây là vật gia truyền không thể bán được không thì ta đã sớm đem nó đổi ra cơm ăn rồi vậy vậy thì dùng cái gì để làm tiền vốn bây giờ hàn phác lại thận trọng vừa hỏi lại vừa chạy xa phong tịch ba bước trên đường đi, những thứ ở trên người cậu có thể bán thì đã bán sạch cả rồi. Chỉ còn lại cái thanh dao găm dài chuyển mà cha tặng cho cậu. Quyết không thể nào để cho nàng ta mang đi bán lấy tiền đánh bạc. Nếu như lỡ mà thua, vậy sau này súng lòng đất sẽ bị cha đánh cho vỡ đầu mất. Cứ đi theo ta, rồi sau, sau biết. Phong tịch dối tay bắt lấy cậu, kéo cậu vào bên trong sòng bạc. Vừa vào xong, cả hai người lập tức ngửi thấy một mùi lạ khó chịu và vô số tiếng gào thét rung trời. Chúng ta tới chơi bàn đơn giản nhất đi. Phong tịch theo hạn phát, đi vào trong đám đồng. Tay của hàn phát bị phong tịch nắm chặt, tay kia lại bị đưa lên bịt mũi. Bây giờ đã là cuối tháng 10, thời tiết rất lạnh, trong sông bạc đều đóng kín các cửa, chỉ mở ra một cửa lớn, người lại rất đông, vì vậy không khí rất ngột ngạt. Nghĩ lại cậu được nuông chiều từ nhỏ, mấy ngày này đi theo phong tịch, mặc dù phải ăn ngủ ngoài đường, vậy nhưng mà chưa hề tiếp xúc qua những người thuộc tầng lớp hạ tiện như vậy. Đến bây giờ, trong tay của cậu vang đến một tiếng mắng chửi thô bỉ mắt chứng kiến những khuôn mặt tham lam đầy dục vọng mũi lại ngửi thấy mùi mồ hôi chua chát pha trộn với mùi hôi thối của cơ thể nhiều ngày không tắm ở trong ngực bỗng nhiên dâng trào lên rất nhiều cảm xúc chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức thôi vậy nhưng tay vẫn bị phong tịch nắm chặt không thể nào động đậy mà phong tịch dắt cậu lượn trái lách phải cuối cùng là chen được vào trong đặt đây đặt đây sắp mở rồi sắp mở rồi nhà cái còn đang gào thét ta đặt đại phòng tịch đập tay xuống đất một tiếng kêu trong trẻo như làn gió vang lên làm cho con dân cờ bạc giật mình mọi ánh mắt nàng nhìn chiếu bạc lại chuyển sang người thoáng chốc mấy tên vốn không có phần biệt nổi trời nam đất bắc vợ con cha mẹ này giống như là bị làn nước quất vào mặt ai nấy đều giật mình tỉnh táo đôi mắt đo đỏ lại nhìn cô gái áo trắng tóc dài đằng trước khi chất của nàng ấy tươi mát thuần khiết giống như đó hoa sen xanh gương mặt trong veo không nhiễm bụi trần trong mắt lấy lên một vẻ sắc lạnh tựa như những vì sao nàng mỉm cười trêu đùa khiến cho mọi người nghi ngờ mình đang lạc trong mộng tiền nữ ở đâu lại từ trên trời ngã xuống này ta đặt đại đó mà mở ra phong tịch phất tay áo một làn gió mát thoáng qua đánh thức nhà cái vẫn còn đang ngây ngốc à, à tiên, cô nương, à, chỗ này không phải là chỗ mà cô nên tới nhà cái hồi phục lại tinh thần lúng túng vậy tại sao ta lại không thể tới phong tịch giơ tay chỉ vào đám đồng bọn họ tới được thì ta cũng tới được mong mỏng mở đi cô nương ở đây không phải là chỗ cho phụ nữ chơi đùa bên cạnh lại có người khuyên bảo tại sao phong tịch nghiêng mắt liếc gá người nọ bị ánh mắt của nàng đảo qua không khỏi cúi đầu nàng lại nói đông chỉ có luật quy định phụ nữ không được chơi cờ bạc sao hay là nam cố có luật quy định phụ nữ không được bước chân vào trong sòng bạc chuyện này sao quả thực là không hề có văn bản quy định rõ ràng mọi người lại thầm suy nghĩ từ khi sinh ra đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên thấy có một nữ nhân bước vào bên trong sổng bạc gào thét đặt cược thực sự là hiếm có trên đời nếu không có vậy thì đúng là phải cho cô nương chơi tiếp thấy mọi người nghẹn họng một ngón tay của phong tịch lại chỉ chỉ vào nhà cái đúng rồi cái này lại còn không mong mở đi chờ ông lâu lắm rồi đó à, nhưng mà cô nương cô là muốn cược cái gì nhà cái lại bất đắc sĩ nói thì cược cái đó đó phong tịch nói cô nương nhà cái hỏi cô là cược bao nhiêu tiền người bên cạnh lại có hào tâm nhắc nhở <laughs> chuyện này sao phong tịch lại kéo hàn phát đến phía trước ta cược bằng tên tiểu tử này hả mọi người há hốc mồm không ngờ nàng đánh cược bằng một người thật Ơ, ờ, tỷ hàn phát nghe vậy thì lại hoảng sợ định quay đầu mở miệng kêu thì lại đột nhiên im mặt cậu đã bị nàng điểm huyệt ông xem xem cái đứa nhỏ này là bao nhiêu tiền phong tịch lại cười hiếp mắt hỏi nhà cái vậy năm ngân diệp nhé nhà cái nói nhìn cậu bé ngày gầy teo yếu ớt sự sống là còn không nổi bây giờ mà trả năm ngân diệp thì đã là tốt lắm rồi không được năm ngân diệp ít quá phong tịch vẫn có kè mặt cả tay viện khuôn mặt của hàn phát xoay xoay về phía nhà cái ông xem này Đứa trẻ này mai mốt lớn lên sẽ đẹp trai nhường nào, mắt to, mi dài, da mịn như nước, trông lại còn xinh đẹp hơn cả một bé gái. Nếu như... Phong tịch lại quỷ dị hạ giọng. Nếu như có người nào lắm tiền tới mua, chắc chắn là kiểu gì cũng được đến 40 ngân diệp. Ta đây cũng là không cần đếm đến 40 ngân diệp đâu, đành phải chịu thiệt một chút, lấy 10 ngân diệp thôi. Thế nào? Ờ... À, cái này... Cái này... Nhà cái lại nhìn khuôn mặt của Hàn Pháp qua thực rất tuấn tú, chỉ có đôi mắt trồng chất sự vẫn nổ. Ông ta bỗng nhìn cảm thấy lo sợ, lại rời ánh mắt. À, thôi được rồi, vậy thì 10 ngân diệp. Thỏa thuận như vậy. Phong tịch gật đầu, lại dục nhà cái. Mau lên mau lên mở đi, ta đặt đại. Nhà cái lắc xúc sắc, ở trong hơn mười ánh mắt theo dõi tay của lão, cuối cùng lão đặt kịch xuống bàn. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái đậy đĩa sóc. Mau mở ra đi, mau mở ra, Đại, đại, tiếu, tiếu. Các con bạc thét lên, nhà cái thấy chủ nhân đã quá ham muốn, không khách khí giơ tay vén tiền. Ây da, thua rồi. Người vui kẻ lại buồn. Lại nữa, lại lần nữa đi. Phong tịch hưng phấn kêu, bộ dạng đúng chuẩn dân cờ bạc. Khi nãy mọi người vẫn đang thấy nàng có một chút tiền khí siêu phàm thoát tục, thì bây giờ lại chẳng còn sót lại chút gì. Vì vậy, nàng tiếp tục chơi đến mấy ván nữa, cũng không biết là do số của nàng đỏ hay là do nhà cái đặc biệt chiếu cố. Dù có đặt bên nào thì khi vừa mở ra cũng trúng đậm. Chỉ sau vài ván, trước mặt của nàng đã chất cả đống ngân diệp. Hai cha, hôm nay thật sự là may mắn. Phong tình vừa nhét nhét ngân phiếu vào trong túi, lại vừa cười híp mắt. <cười> thực sự là ngại quá, ta đây có việc phải cáo lui. Ừ, cô, cô đi hả? Nhà cái không khỏi kêu lên, thắng tiền rồi đòi bỏ đi. Thì đúng đó, ta đây rất đói bụng, muốn đi ăn cơm, hôm khác ta sẽ quay lại chơi. Phong tịch quay đầu cười, mặt mày rạng rỡ như đóa hoa, mọi người rung động hòa mắt, chẳng biết lúc này là lúc nào, trong khi đang mơ mơ màng màng thì nàng đã dắt tay hàn phác đi mất. Bước trên đường lớn, cuối cùng phong tịch cũng đã giải huyệt cho hàn phác. Tỷ, tỷ lại dám lấy đệ, làm vốn đặt cược sao? Tỷ, thực sự là muốn bán đệ đi. Hàn phác vừa thoát ra khỏi bị điểm huyệt, lập tức kêu gào không quan tâm đến những người xung quanh. Suýt Phong tịch giơ đầu ngón tay lên môi, ánh mắt cười như không cười lên nhìn Hàn Phác. Phác Nhi, để con muốn bị điểm huyền tiếp hay không? Một câu nói ra thực sự ra rất hiệu nghiệm. Hàn Phác im lặng ngay không dám kêu gào, nhưng mà lòng của cậu vẫn tràn ngập lửa giận. Toàn thân phát run, nước mắt ẩn ẩn, không cầm lòng lên tiếng. Uổng <laughs> công đệ, là tin tưởng tệ như vậy, xem tỷ giống như người thân. Vậy mà tỷ lại mang đệ đi đánh bạc đó, lại còn muốn bán để cho mấy cái lắm tiền. Thôi Phát Nhi, đó chỉ là cách tạm thời, đừng có mà để ý. Phong tình lệ vỗ đầu cậu giống như đang vuốt về một chú chó nhỏ không vâng lời. <laughs> Nếu như mà tỷ thua, vậy thì biết làm sao? Chẳng lẽ đệ sẽ bị đoạn bán đi thật? Hàn Phát dĩ nhiên đã không tin. Hừ, sao mà thế được? Phong tịch kiên quyết bác bỏ lời của cậu. <laughs> coi như là tỷ cũng có lương tâm đó. Hàn Phát hừ một tiếng. Ai ngờ nàng lại nói như thế này. Phát Nhi, để chưa biết tỷ tỷ ta sao rồi. Phong tự lệ lùi về phía sau, lại gật gù đắc ý nói. Ngày xưa, ta tung hoành ngang dọc các sòng bạc gần 10 năm nay, có bao giờ mà thua? Với bản lĩnh của ta, muốn đại là đại, muốn tiểu là tiểu, không có chuyện đánh thua được. Nàng nói rất tự hào. Tỷ, tỷ. Hàn Pháp vừa nghe xong thì lại tức giận trừng mắt liếu lưỡi, hất đầu xoay người đi, vừa đi vừa cà giật để là không muốn đi theo tỷ nữa để không muốn nhận tỷ là tỷ tỷ của mình không bao giờ không bao giờ thèm để ý tới tỷ nữa ê phát nhi phát nhi phong tình lại nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu thì lại vội vàng kéo lại ôn nu chấn an phát nhi yên tâm tỷ tỷ đây quyết là sẽ không thua để mất đệ đâu đây chẳng qua là tỷ đùa một chút thôi thực sự là sẽ không thua được nếu như có thua thì ta sẽ cũng cướp đệ về nên biết con hồ ly đen kia có tới cướp là cũng không cướp lại ta đâu. <laughs> Hàn phát lại tuy bị kéo tay nhưng vẫn xoay mặt qua chỗ khác, lại phớt lờ nàng. Phát nhi ngoan, tỷ tỷ hứa với đệ, mai mốt là không bao giờ mang đệ đi cược bạc nữa. Phong tịch bất đắc sĩ chỉ biết dùng những lời tốt đẹp để xoa dịu cậu. Đây là tỷ nói đó nhá, nói thì phải giữ lời đó, sau này không có được mang đệ đi đánh cược đâu. Ừ, ta sẽ giữ lời. Phong tịch gật đầu sau này bất luận là như thế nào cũng không được mang đệ ra đánh bạc không có được bán đệ đi không được chán ghét đệ cũng cũng không cho không cho tiền vứt bỏ đệ nói xong câu cuối cùng hàn pháp bỗng nhiên khóc thút thít vành mắt đỏ hoe nước mắt không ngừng chảy xuống một nỗi sợ hãi vồ lấy cậu cậu sợ mình sẽ bị bỏ rơi sợ phải lẻ loi một mình giống như trong đêm hỏa hoạn hôm đó dù rằng la hết rách cỏ cuống họng cũng không ai thèm trả lời được rồi được rồi ta sẽ đồng ý hết với đệ Phong tình thấy cậu khóc thì không khỏi thở dài, lại ôm cậu vào trong lòng, không còn ý muốn đùa giỡn. Thực ra cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé vốn đang nằm ở trong lòng, vừa làm nũng cha mẹ, vậy nhưng số phận đầy đưa, không bao giờ có cơ hội làm điều đó được nữa. Nhưng năm tháng sau này vẫn chỉ còn có phong ba giang hồ làm bạn, đi khắp bốn phương sống một cuộc đời còn lại của mình. Mà nàng lại là một khúc gỗ duy nhất ở trên dòng sông mà cậu có thể bám víu. Cho nên khi khúc gỗ này cũng muốn bỏ rơi cậu, một kẻ vốn đang khủng hoảng vì tan nát cửa nhát, nát nhà thì sẽ không thể nào chịu nội đà kích lớn. Phát nhi, tỷ tỷ sẽ không bao giờ bỏ đệ. Tỷ tỷ sẽ chăm sóc cho đệ đến khi đệ có thể tự mình bay giữa trời. Nàng bất chỉ bất giác nói. Tỷ hứa rồi đó, không có được đổi ý đâu. Hai tay của cậu ôm chặt lấy phòng tịch, chỉ sợ cái ôm ấm áp này sẽ đột nhiên biến mất. Ánh mắt của mọi người qua lại đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một lớn một nhỏ nương tựa nhau giữa đường, khiến cho họ cảm thấy than, thở dài. Sau đó liền quay đầu đi, lại không đành lòng nhìn tiếp. Hai người tựa như là hai cánh chim hồng nhạt, lạc đàn, cô độc bay qua vạn lý mới tìm thấy nhau, làm cho người ta không nỡ quấy dày. Được rồi, đi ăn cơm trước. Phong tịch buông hẳn phát ra, lại lòng nước mắt trên mặt của cậu. Lớn rồi mà còn khóc nhè, nhớ năm xưa tỷ ra bên ngoài cũng đã chưa từng khóc người khóc là cha của tỷ đó vâng hàn phát lại ngượng ngùng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt hai người muốn tìm một quán trọ để ăn cơm thì phía trước có một đám người đang tới từ già trẻ lớn bé đều ngồi ở trên xe bò con người nghiêng sọt vác bao lớn bao nhỏ ở trên lưng sắc mặt của ai cũng vội vã tái vàng khắp thân hình đầy gió bụi mọi người liền nhường đường cho bọn họ phong tử và hàn phát cũng tránh sang một bên nhìn nhóm người này xuyên qua đám đông thẳng về hướng của thành nam thái Ây à, lại có thêm người chạy nạn nữa rồi. Bên tai có người than thở. Lão bá, những người này là từ đâu tới? Vậy bọn họ đang đi đâu? Phong tịch hỏi một lão già đứng bên đường. Đại khái, là cô nương đã lâu rồi chưa vào thành có phải không? Lão già đánh giá phong tịch, có một chút ngạc nhiên khi thấy dung nhan phi phạm của nàng. Đám người này đều là đến từ thành dị, thành giám, vương phái đại tướng quân Bắc Thát. Thác Bắc Hoàng tấn công nước bạch, bọn họ là phải chạy nạn tới đây. Tấn công nước bạch? Chuyện này đã xảy ra khi nào? Phong tịch ngay như vậy không khỏi cả kinh, mấy ngày này đều mang hàn phát đi đường núi, chưa hề vào thành. Ngay cả tin tức quan trọng như vậy nàng cũng chưa từng nghe tới. Đó là chuyện khoảng một tháng trước rồi. Lão già cảm thán. Chẳng biết là huyền tôn lệnh này sẽ lấy thêm bao nhiêu mạng người nữa. Huyền tôn lệnh. Nam Vương xuất binh công thành là bởi vì Huyền Tôn Lệnh đang ở nước Bạch sao? Ánh mắt sáng trong mắt của Phong Tịch lại lạnh dần. Đúng rồi. Lão già giống như trải qua tang thương, lại âm thầm đau xót. Huyền Tôn Lệnh ơi là Huyền Tôn Lệnh, vì nó mà không biết bao nhiêu người đã chết rồi. Chẳng qua, nó chỉ là cái cớ. Phong Tịch tự mình than thở. Huyền Tôn Lệnh xuất hiện ở Bạch Quốc rồi đã mất tung tích trừ nàng ra thì chẳng có ai biết lệnh này đã rơi vào tay của thế tử nước hoàng những người khác đều cho rằng bạch vương đã đoạt được mà nam vương lấy cái cớ huyền tôn lệnh mà tấn công nước bạch mục đích chính của y đó là nhân cơ hội này chiếm luôn hai thành trì của bạch quốc Đến đây là an toàn rồi, họ lại còn muốn đi đâu nữa? Hàn Phác thắc mắc ở trong lòng nếu đã tránh ra họa thì thành thái cách thành dị thành giám đến mấy thành đã sớm tránh ra khỏi chiến tranh không hiểu tại sao những người đó vẫn tiếp tục phải đi thẳng về phía trước để đến thành nhĩ cũng là một tòa biên thành khác bọn họ muốn đi hoàng quốc lão già lại nhìn về cuối con đường nói cửa nam bên đó ra khỏi cửa nam là đường thông đến thành nhĩ bạch nam hai nước chiến tranh liên miên lực lượng ngang nhau mỗi khi khai chiến không có bên nào chiếm ưu thế những người ngồi ở vương điện thì lại không nói gì người khổ chỉ toàn là con dân bách tính hỗn loạn bất ổn gia đình người thân khó mà bảo toàn nước hoàng lại là nước lớn ở trong sáu nước chư hầu ít có chiến tranh và lại đều là thu xếp ổn thỏa cho hết thảy những ai chạy nạn từ quốc gia khác tới đối với những người dân này mà nói nước hoàng là một chốn thiên đường vậy tại sao bọn họ lại không đến bạch phong quốc hoa quốc hay là hắc phong quốc hàn phác lại nói Hoa Quốc không phải là nước giàu nhất ở trong sáu nước hay sao? À, tiểu huynh đệ, Hòa Quốc quá xa. Lão già mỉm cười nhìn Hàn Pháp. Đối với dân chạy nạn của nước Nam, Bạch Phong Quốc và Hoa Quốc thực sự là rất xa. Huống chi Hoàng Quốc trước mặt cũng là đâu có thua kém gì hai nước đó. Đương nhiên là họ sẽ đến nơi gần nhất. Về phần dây chạy nạn của nước Bạch, có lẽ họ đang chạy đến Hắc Phong Quốc. À, Hàn Pháp gật đầu, lại quay lại nhìn phong tịch phát hiện ra ánh mắt của nàng đang nhìn thứ gì đó phía trước đó là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi ở trong đám đông chạy nạn có vẻ rất đói chỉ vào hàng bánh nướng ở bên đường mà gào khóc người mẹ uể oải tiểu tụy của nó lại tìm mọi cách để dỗ dành nhưng nó vẫn không ngừng bà đành bất đắc dĩ đến ăn xin chủ quán lại bị chủ quán đẩy ra ngã nhào trên mặt đất ánh mắt của lão già cũng nhìn qua đằng đó chỉ thở dài rất sâu mỗi ngày đều có những người như vậy đó nếu như lão hách quê mùa này còn bố thí cho họ nữa, vậy thì chính lão đây cũng lại chẳng có cơm để ăn nữa. Ai, kỳ thực dân chúng bình thường chỉ mong có cơm ăn mà thôi, đâu có quan tâm tới chuyện huyền môn lệnh quý giá hơn hay là huyền mặc lệnh quý hơn. Phong tịch quét qua, lại đỡ người đàn bà ở trên mặt đất dậy, móc ra từ trong túi mấy ngàn, mấy tấm ngân diệp vừa đưa cho bà. Đà tạ cô nương, đà tạ cô nương người đàn bà vừa thấy ngần diệp lớn như vậy cho rằng mình đã gặp được thần tiên luôn mồm cảm tạ phong tịch lắc đầu nụ cười nhàn nhạt, nhạt không còn nét sáng lạn như trước lại quay lại nắm tay của hàn Phác Phác nhi chúng ta đi ăn cơm thôi nàng ngừng đồng nhìn bầu trời vẫn trong xanh ánh dương quang vẫn long lanh như trước kỳ thực mọi chuyện lại rất đơn giản dân chúng chỉ mong có cơm ăn chỉ mong có cơm ăn mà thôi phong tịch thì thào thở dài mà theo nỗi buồn vô cớ cũng dường như đã hiểu ra chuyện gì hết trường bao nhiêu bình mã bao nhiêu đau lúc này trời đã sang đông thời tiết giá rét lạnh lẽo gió lạnh xuyên thấu sừng cốt ai cũng trốn ở trong nhà ngồi bên chậu lửa hoặc ôm ấp chăn bông ấm áp trước thành giám trên đường đi qua thành cộng vẫn còn rất nhiều bách tính xuôi về phương nam chẳng phải là họ không muốn ở trong nhà mà bởi vì nhà của họ đã bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá để bảo vệ được tính mạng bọn họ chỉ còn cách đem theo gia sản nghèo nàn đem theo con cái mà chạy trốn chạy đến nơi mà họ cho rằng có thể sống được bình yên dọc theo đường đi từng đoàn người lũ lượt di cư về phương nam gió lạnh thổi vùn vụt ở trên đầu bọn họ chỉ mang giày rơm hoặc chân, đi chân trần dấu chân dẫm nát lớp băng mỏng ở trên mặt đất trong đám đông tiếng trẻ con khóc lóc vì đói lạnh vang vọng ra khắp nơi những bước chân vẫn loạn quạng đi về phía trước. Thỉnh thoảng, họ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại cầu mong ánh bình minh sẽ xuất hiện để sửa ấm bầu không khí lạnh giá này. Vì bọn họ biết rằng, nếu như không chết do tên bay đạn lạc, vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ chết đói, chết rét ở trên đường. Ở phía cuối con đường, giống như đã đến tận cùng của trời đất, bỗng nhiên có một thân ảnh đi tới. dần chúng chạy nạn không khỏi dừng bước, tưởng rằng sứ giả câu hồn từ địa ngục hoặc là thần tiên giáng thế đến rước họ bóng trắng không nhiễm bụi trần từ từ tới gần đến gần tầm mắt mọi người thoáng suy nghĩ đây phải chăng là thần tiên đến giải thoát cho chúng sinh mặc dù khí trời hôm nay âm u và lạnh lẽo nhưng mà bản thân của người này lại tỏa ra hào quang ấm áp trong phút chốc đã thắp sáng ra ánh mắt của mọi người khuôn mặt ôn nhu như ngọc không một chút nào tỉ vết của chàng lặng lẽ mỉm cười tự như xoa dịu nỗi mệt mỏi sợ hãi ở trong lòng đôi mắt của chàng thâm trầm giống như biển sâu không một chút gợn sóng chất chứa nỗi buồn thương xót làm cho họ cảm giác có độc một khoác lên lớp áo ấm trọng suốt xua tan đi sự giá lạnh đau khổ quanh người giờ khắc này tất cả dân thường đều thông không cảm thấy đói nữa ở trong lòng cũng là không cảm giác kinh hoàng chỉ còn sự an tính trong đôi mắt của người này cho dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng đều là hạnh phúc người áo trắng nhìn đám người phía trước quần áo rách tạ tươi mặt mũi tím tái Phẳng phất như là bất cứ lúc nào vẫn có thể ngã xuống được mà khi đã ngã xuống rồi thì không thể nào đứng lên dậy nổi nữa chàng lấy gói đồ ở trên vai đưa nó cho một gã vạm vỡ ở trong đám đông có một, một đôi mắt hiền lành và chất phác gã vạm vỡ nhận lấy gói đồ lại hơi do dự muốn mở ra trong này là vài cái bánh nướng mọi người hãy ăn đi để chống lạnh thay ngầm của người áo trắng phẳng phất như là tiếng đọc kinh phạn từ ở trong chuột chùa chuyển tới nhàn nhạt, nhạt, và nhẹ nhàng vang vọng ở trong không trung phẳng phất như là tiếng đức phật bị ai thường xót cõi hồng trần gã vạm vỡ mở chiếc bọc ra ở bên trong là túi bánh nướng to tròn vẫn đang còn nóng hổi tạ ơn thần tiên công tử tạ ơn thần tiên công tử gã ta bỗng nhiên quỷ xuống đất bái lạy chàng nước mắt ngập tràn trong đôi mắt hiền lành và chất phác đó những chiếc bánh nướng này đối với một số người có lẽ nó không đáng giá gì vậy nhưng đối với bọn họ thì thực sự như vật cứu mạng người này quả nhiên là một thần tiên ở trên trời đến cứu rỗi chỉ có thần tiên mới có khí chất thanh cao chỉ có thần tiên mới mang đến sự từ bi không dính bụi trần như vậy người không cần phải như vậy công tử áo trắng đớn gã dậy lại không chê người gá dơ bẩn vào bụi bặm lại nhẹ nhàng cười thân thiện ta không phải là thần tiên ta chỉ là ngọc Vua duyên ngọc vô duyên gã vạm vỡ mở to hai mắt Ngọc Công Tử, ngài, ngài là chính là Ngọc Công Tử. Vị này thiên hạ đệ nhất công tử, Ngọc Vua Duyên, chính là Ngọc Công Tử mang trái tim thương yêu thiên hạ. Hãy giúp ta phát bánh cho mọi người đã. Ngọc Vua Duyên vỗ vai của gá. Hãy nhìn xem, những đứa bé kia đã đòi đến phát khóc rồi đó. À, vâng. Gá phạm vỡ xoay người cầm túi bánh nướng ở trong tay, lại chia cho tất cả mọi người, lớn tiếng kêu. Đây chính là bánh của Ngọc Công Tử cho chúng ta, Ngọc Công Tử đã đến cứu chúng ta đó Đà tạ Ngọc Công Tử Đà tạ Ngọc Công Tử Những người chạy nạn đều quay đầu cảm kích nhìn Ngọc Vua Duyên Ở trong lòng của họ ẩn chứa lòng biết ơn chân thành nhất Có người đàn bà cầm chiếc bánh nướng nóng hổi trong tay Dù vừa lạnh vừa đói Nhưng mà cũng không vội vàng nhét vào trong miệng Mà lại tách đôi ra Đưa một miếng cho một đứa trẻ trong lòng mình Sau đó đưa cho lão già bên cạnh Còn lão già cũng là chỉ xé một góc Rồi lại đưa nó về cho người đàn bà ngọc vua duyên ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn thần sắc phẳng phất nối bị ai và thương xót chàng khẽ thở dài rồi xoay người cất bước ngọc công tử người đàn ông vạm vỡ phân phát bóng bánh, bánh nướng xong lại quay đầu nhìn ngọc vua duyên nhưng mà lại không thấy chàng đâu hết mà chỗ mà chàng đứng lại bỗng nhiên lấp lánh linh quang gá đi đến đó thì lại thấy bốn tờ kim diệp trói mắt nằm ở trên mặt đất cái này gá nhặt lên rồi lại đuổi theo miệng hồ lớn Ngọc Công Tử, xin hãy chờ một chút. Ngọc Công Tử, ngài đã làm rơi đồ rồi. Ngọc Vô Duyên vốn đã đi xa, đã nghe được tiếng hồ phía sau đang phải dừng bước. Quay đầu lại, lại thấy gã vạm vỡ kia đuổi theo chối chết. Có điều gã chạy không nhanh lắm, có lẽ là do gã đã cùng sức kiệt. Ngọc, Ngọc Công Tử, ngài, ngài làm rơi đồ. Gã vạm vỡ thở hồn hển chạy tới trước mặt của chàng, một tay đưa kim diệp cho chàng, tay còn lại chống ở trên đùi, chạy quá sức, khiến cho gã chóng mặt chóng váng đẳng trước đã biến thành một màu đen tứ chỉ rượu giá. ngọc vô duyên đưa tay ra vuốt ve lưng của gã vạm vỡ thực sự kỳ lạ gã lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình lại thư thái hơi thở dịu lại đầu cũng là không còn nặng nề nữa dường như là có một sự ấm áp bao bọc quanh thân ngọc công Tự à cái này là của ngài gã đưa kim diệp trong tay cho chàng ngọc vô duyên lắc đầu thứ này không cần phải trả lại cho ta Ta cố ý để lại cho các người đó. Nhưng... Nhưng mà... Gã vạm vỡ lại cảm thấy thứ này quá mức lớn lao. Không sao, cứ nhận lấy. Ngọc Vô Duyên khép nắm tay của gã lại. Các người muốn tới nước hoàng sao? Nhiều người như vậy, số tiền này chỉ có thể đủ cho các người ăn một cái bánh nướng mỗi ngày. Đà tại Ngọc Công Tử. Gã nhận lấy, lại quỳ xuống đất cảm tạ. Gã chỉ là một nông dân, chưa từng đọc sách, cũng là không biết phải biểu đạt lòng cảm kích với người đã cứu mạng mình, giống như thế nào, chỉ có thể dùng lễ tiết cao nhất mà gá biết để biểu thị sự biết ơn. Ngọc vô duyên giang tay, không để cho gá quỷ xuống. Người hãy trở về đi, dẫn những người trong thôn đến nước Hoàng. Nơi đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Vâng. Gã phạm vỡ dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nào không quỷ xuống được, đành phải đứng dậy ngừng đầu nhìn ân nhân. Vậy công tử muốn đi về phía Bắc sao? Chỗ đó bây giờ rất nguy hiểm ừ ngọc vua duyên gật đầu lại nhìn về phía trước đó là nơi hai nước bạch và nam đang giao chiến đã có rất nhiều người chết phải rồi công tử như vậy đừng có nên đi nữa gã nông dân khuyên nhủ ta muốn đi thành ông ngọc vua duyên vẫn nhàn nhạt, nhạt mờ mịt như gió công tử là có chuyện gì sao vậy nếu không gã phạm vỡ muốn nói rằng nếu như có thể vậy thì y sẽ thay chẳng đi gã chỉ không muốn vị thần tiên này đọa vào trong địa ngục nhân gian đó. Ngọc Vô Duyên cười cười lắc đầu. người hãy mau trở về đi. nói xong liền xoay người rời đi. công tử à, người phải cẩn thận đó, nhất định là phải cẩn thận. gã ở phía sau kêu chàng. Ngọc Vô Duyên cũng không quay đầu lại, phất tay áo đi mất. gã nông dân nhìn đống kim diệp ở trong tay, rồi lại đưa mắt theo hình bóng lưng của người vẫn còn quý giá hơn cả vàng. gã nhắm mắt, chắp tay cầu gần ông trời cầu sao cho ân nhân của gá được sống bình an, sống lâu trăm tuổi. Có điều lời khẩn cầu này của ông trời liệu có nghe thấy được không? Nghe thấy rồi, liệu có thể thực hiện? Thành Ô nước Bạch cách thành Giám nước Nam khoảng 10 dặm bởi vì một cánh đồng hoang vu không người ở. Hiện tại nơi này đã có mấy vạn đại quân Nam quốc đang chiếm đóng, vô số tiếng người ồn ào, tiếng ngựa hí vang dền. Quân tiền phong của Nam quốc từ tháng 10 đã bắt đầu công kích thành Ô, hai quân giao chiến rất nhiều lần đều bất phân thắng bại mà kết quả là cả thành ô và thành giám đều hóa thành phế tích đại tướng quân bắc phạt hoàng dẫn theo đoàn đại quân tiếp viện ở trên lực lượng nam quốc đã nhiều hơn đôi chút so với bạch quốc quân bạch dậy lại rút ra khỏi thành giám quân nam tiến lến uy hiếp thành ô chống trận dồn dập vạn quân thét gào Đạo thương va chạm cờ xí ngập trời đại quân nam quốc phát động tiến công ba mặt dồn ép thành ô muốn một trận phá tan thành cùng tiến lên đây trường thương bóng loáng, mũi đao sắc nhọn, Quân bạch lại cố thủ trong thành ô, một trận này quyết định sinh tử tổn vong, miễn là có thể cố thủ được cho đến sáng mai khi viện quân tới, lúc đó sẽ không sợ quân Nam tiến công nữa. Đại quân nước Nam nhất loạt nổi dậy, quân bạch lại bắn tên như mưa. Một trăm trượng, tám mươi trượng, năm mươi trượng, đại quân nước Nam không ngừng tiến tới, càng lúc càng tới gần thành ô. Đại tướng quân thắc bạch hoàng Lệnh ngồi trên chiến mã nhào mắt nhìn, về phía tòa thành đơn độc quân nước nam đã bao vây đến ba mặt chỉ cần gã lệnh cho một tiếng thành ô này sẽ hóa thành cho bụi phía trên thành ô đã bị phá hủy tướng quân thủ thành là Mạc thành viến đang nhìn quân nam dần dần tiến tới gần dù bây giờ đang là mùa đông nhưng trán của lão vẫn lấm tấm mồ hôi tay trái cầm kiếm tay phải cắm cờ chỉ đợi quân nam tiến công sẽ phát động ra bắn tên thác bạt hoàng lại giơ cờ lệch mạc thành viễn cũng đã giơ cờ lệch xe chạy rầm rầm ngựa hí vàng người đi cung nỏ đeo sau lưng cha mẹ vợ con chạy theo tiến bụi mù che lấp cầu hàm dương níu áo dậm chân lăn xuống khóc tiếng khóc vọng vọng đến chín tầng khách qua đường hỏi kẻ viễn trinh đáp rằng hết dự trận lại trưng binh 15 lăm lên bắc hoàng hà giữ bốn mươi vạn tây việc nông canh khi đi xã trưởng vẫn còn cháu mũ khi về đầu bạc lính biên đình biển thủy một bể tràn máu đỏ vũ hoàng ý muốn đất thêm nữa há chẳng nghe sơn đồng nhà hán hai trăm châu ngàn vàng vạn xóm đầy gai cỏ dù sức đàn bà vác cây nổi nhưng mà lúa kia mọc không nổi huống quân đất tần chiến đấu hăng xua ra trận hệt gà chó đói ngài tuy có thăm hỏi kẻ này đâu dám nói và như vụ đông này lính quan tây vẫn đợi trên huyện đòi nộp tô Tổ thuế lo sao nổi Vô phúc mới sinh trai Gặp may sinh con gái Sinh gái còn mong gà chồng gần Sinh trai cỏ rác vùi tấm thân Kìa chẳng thấy Ở miền Thanh Hải Ai người từng lượm đống xương tàn Quỷ mới than van Quỷ cũ khóc Dưới mưa rên rỉ Giọng oán than Xa lân lân Mã tiêu tiêu Hành nhân cung tiến các tài yêu Gia nương thê tử tàu tương tống Trần ai bất kiến hàm dương kiều Khiến y đốn túc làn đạo khốc Khốc thành trực thướng can vân tiêu Đạo bàng quá giả vẫn hành thân Hành nhân đán vân điểm hành tần Hoặc tổng thập ngũ bắc phòng hà Tiện trí tứ thập tây doanh điền Khứ thời lý chính giữ hòa đầu Quy lai đầu bạch toàn thú biên Biên định lưu huyết thành hải thủy vũ hoàng khai biến ý vị dĩ quần bất văn hán gia sơn đồng nhị Bắt châu thiên thôn vạn lạc sinh kinh kỷ túng hữu kiện phụ bà sử lê hoa sinh lũng mẫu vô đông tê huống phục tân binh nại khổ chiến bị khổ bất dị khuyển giữ kê trưởng già tuy hữu vấn dịch vô cảm thân hận tả như kiêm niên mông vị liễu quan tây hốt huyện quan cấp sách tô tô thuế tòng hà xuất tín tri sinh nam ác phản thị sinh nữ hảo sinh nữ do đắc giá tị lân sinh nam mai một tùy bách thảo quần bất kiến thanh hải đầu cổ lại bạch cốt vô nhân thu tần quỷ phiền oan cựu quỷ khóc thiên âm vũ thấp thanh thu thu trích binh xà hành của đỗ phủ ngay tại thời khắc hai quân hết sức căng thẳng, bỗng có một giọng ca bi thường ủ rột, vòng vọng giữa cánh đồng hoang thành ô. Thác bạch hoàng, Mạc thành viễn đã quên mất dương cờ, cùng thủ ngừng kéo dây, đau thương buông xuống. Tất cả mọi người trầm mê trong tiếng ca bi ai và thê lương đó, nhớ tới cha mẹ vợ con, trong lòng không khỏi dâng lên một sự buồn bã. Kẻ nào? Thác bạch hoàng thụ ký đan điền, dừng giọng quát to, âm thanh chuyển đi rất xa, khiến cho màng nhĩ của đại quân nam chấn động kể cả bạch quân ở thành ô cũng đã mơ hồ nghe thấy lời của hắn tại hạ ngọc vô duyên giọng nói của chàng gắt lên nhu hòa và nhẹ hơn cả gió ẩn hiện hơn cả mây phảng phất như là một người đang trước mắt mấy vạn đại quân bạch nam chăm chú nghe không sót từ nào ngọc công tử vạn quân ổ lên thì ra là ngọc công tử sao mọi người không khỏi ngừng đầu mong chờ Vị thiên hạ đệ nhất công tử lòng mang tất cả chúng sinh đang ở đây sao? Ngọc công tử? Thác Bạt Hoàng lại lớn tiếng kêu. Ngọc công tử ở đâu? Mạc Thánh Liên cũng la lên. Là Vô Duyên. Vô Duyên ở đây. Giọng nói ôn hòa kia đáp lời, một bóng trắng phiêu diêu bay xuống gò đất mà hai quân đang giằng co, tay áo tung bay giống như là muốn cuốn theo chiều gió. Thác Bạt Hoàng phóng ngựa về phía trước, Mạc Thánh Viễn cũng đã nhảy lên đỉnh thành không quan tâm đến chuyện khi mà mình xuất hiện có lẽ sẽ bị quân địch tập kích ngọc công tử thác bạt hoàng ngồi trên lưng con ngựa lại ôm quyền thị lễ ngọc công tử mạc thành viễn cũng đứng ở trên đỉnh thành chắp tay bái chào thác bạt tướng quân mạc tướng quân ngọc vô duyên cúi người đáp lễ hai nước bạch và nam đều là thần tử của hoàng đế bệ hạ vốn hòa thuận với nhau vậy không biết tại sao hai vị tướng quân lại khai chiến Ngọc Công Tử, hai nước Bạch và Nam đều là thân tử của Bệ Hạ, theo lý là phải tuân theo Bệ Hạ. Bệ Hạ đã từng chiếu cáo toàn quốc, nếu như ai tìm thấy huyền tôn lệnh phải đưa về đế đô, vậy nhưng mà Bạch Vương tìm thấy lệnh lại cất giấu riêng, đây há chẳng phải là kháng chỉ của đế đâu sao? Nếu như vương phái gia ta tấn công nước Bạch, mà huyền tôn lệnh trở về đế đô, vậy cũng là có lý. Thác Bạch Hoàng cất giọng nói. Ngọc Công Tử mình dám. Tuy có lời đồn huyền tôn lệnh xuất hiện ở nước Bạch, nhưng mà nó không nằm ở trong tay của vương ta, sao có thể trả về đế đâu được chuyện này rõ ràng là nam vương kiếm cớ tấn công bạch quốc mạc thành vĩ cũng lớn tiếng đáp lên hai vị tướng quân các binh sĩ của hai nước bạch và nam mọi người có tin tưởng vô duyên này hay không ngọc vô duyên chỉ cười nhạt dường giọng nói không cần biết ai đúng ai sai chúng ta tin hai vị tướng quân vẫn còn chưa kịp trả lời tất cả binh sĩ đã đồng thành đáp lại tức khắc âm thanh vang vọng ra khắp cánh đồng hoàng huyền tôn lệnh không ở bạch quốc nó đang ở hoàng quốc thành ngâm của ngọc vua duyên truyền tới xa ngàn dặm phẳng phất như là đá từ trên trời rơi xuống làm động tầng tầng lớp lớp sóng sao huyền tôn lệnh lại ở hoàng quốc vậy trận chiến này chẳng phải là vô nghĩa rồi sao đã quá nhiều người chết oan rồi lập tức không chỉ có thác bạt hoàng mặc Thành viễn khiếp sợ mà mấy vạn binh sĩ bạch nam cũng là không khỏi kinh ngạc chẳng ai người nam quốc vô cớ xuất binh bọn họ chiến đấu đầu rơi máu chảy chỉ vì huyền tôn lệch một cái lệnh căn bản không hề có ở bạch quốc Hai vị tướng quân, nếu như huyền tôn lệnh không ở đây, vậy thì đừng chiến. Cần gì phải để cho tiếng khóc than van đến tận trời cao, máu biển thủy chảy thành sông suối. Càng không nên để cho xương trắng chồng chất không ai thu dọn. Ta nghĩ bình sĩ Bạch Nam cũng là chẳng muốn đánh nhau tiếp. Thành ngầm nhù hòa của Ngọc Vương Duyên lên át hết, xôn xao vào huyền náo nhẹ nhàng vang tới bên tai của mỗi người khoảnh khắc đó cánh đồng hoàng chìm vào trong yên tĩnh ngoại trừ vài tiếng ngựa hí vàng thì toàn bộ thiên địa đã trở nên tĩnh lặng tự như thiên quân vạn mã không có tồn tại Thác bà tướng quân, nếu như nào vừa muốn tận trung với hoàng đế bệ hạ, thì mời ngày ấy đi nước hoàng để lấy huyền tôn lệnh đi. Ngọc vô duy nhìn sang thác bạch hoàng nói. Giờ ánh mắt sáng ngời tự như có thể nhìn thấu mọi thứ ở trên thế gian của Ngọc Vô Duyên. Thác Bạt Hoàng không hề thốt ra một câu nào. Chỉ vì gá thừa biết, huyền tôn lệnh vốn là một cái cớ để tấn công Bạch Quốc, một cái cớ để lừa gạt nhân dân bình lính của hai nước Bạch Nam. Nhưng cái cớ này bây giờ lại bị Ngọc Vô Duyên vạch trần, làm cho hắn mất đi lý do đánh Bạch Quốc, mà hắn còn lâu mới dám tuyên bố sẽ đến Hoàng Quốc để giành lệnh. Đơn giản bởi vì Hoàng Quốc đâu có dễ ăn đến vậy. Vô Duyên đã hết lời, xin cáo từ ngọc vua duyên nhẹ nhàng bái chào hai vị tướng quân cũng giống như chào toàn bộ bình sĩ nhẹ nhàng thở dài sau đó phiêu diều lướt đi tất cả trông theo bóng lưng của chàng ai cũng muốn giữ lại nhưng mà chẳng thể nào mở miệng chỉ có thể nhìn bóng áo trắng đơn độc đó từ từ khuất xa cuối cùng biến mất trong làn gió ai cha cha thực sự là no quá đã lâu rồi không có được ăn một bữa ngon thế trước cửa kiều lâu của kiều thành một thành thái phong tịch và hàn phát xoa bụng bước ra tì tì à nhưng mà bây giờ còn bao nhiêu ngân diệp nữa có phải là ăn xong bữa này rồi thì phải chờ đợi dăm bữa nửa tháng nữa mới được ăn tiếp hàn phát liếc liếc túi tiền của phong tịch dò hỏi ờ phong tịch non nề bao tử vất tay đáp yên tâm đi phát nhi lần này tổng cộng tháng 100 trăm ngân diệp cơ đủ để cho chúng ta dùng đến vài ba tháng một lần mà tỷ thắng được nhiều ngân diệp vậy hàn phát liếu lưỡi sau đó lập tức kéo ống tay áo của phong tịch lôi nàng đi tỷ giành đánh bạc như vậy tại sao không thắng thêm nhiều một chút nữa đi thôi đi thôi chúng ta chơi thêm mấy ván nữa đi ít nhất thì cũng phải kiếm được một hai trăm tiền cơm nữa chứ phát nhị, phong tịch gọi cậu sao thế hàn phát quay đầu lại đúng là khờ phong tịch giơ tay hùng hăng gõ đầu của cậu một cái cha của đệ không lẽ không có dạy đệ rằng làm người phải biết sống vừa đủ vậy mới cảm thấy thoải mái. Người tham lam, ắt sẽ gặp tai họa. Có hiểu chưa? Nên nhớ, thấy đủ rồi thì phải tự thu tay. Ái cha! Hàn phát lại buông phong tịch ra, lại ôm đầu. Nàng thực sự là ác độc, lại cốc cái đầu của cậu rất đau. Chỉ là... Tay của phong tịch nâng cầm của hàn phát, lại nhìn kỹ cậu. Lão Hàn là một người vô cùng tham lam. Để được di chuyển từ ông ấy thì cũng đúng thôi, nhưng tay lại rối ra vỗ lên trên đỉnh đầu của Hàn Phác. Sau này, ta sẽ giáo dục để trở thành một người thanh liêm, một đại hiệp vì người nghèo mà được vạn dân tôn kính. Thôi, đừng có mà đập đầu của đệ nữa." Hàn Phác bắt lấy tay của Phong Tịch, cầu mày nhìn nàng. "Đau lắm đó." <laughs> "Được rồi." Phong Tịch không đánh cậu nữa, lấy tay xoa đầu. "Để bồi thường hai cái đánh đầu này, ta sẽ đưa đệ đi mua quần áo mới, tiện thể mua thêm một chiếc xe ngựa." Trời lạnh như vậy rồi mà suốt ngày phơi gió cầm mưa Cô nương ta thực sự là không chịu nổi Nghe những lời phong tịch nói Hàn phác buồn lỏng tay quần nàng ra Ngước đầu nhìn phong tịch Thôi đi mua quần áo mới cho đệ Phong tịch dắt tay của cậu Xoay người tìm cửa hàng quần áo Phác Nhi Vậy đệ thích uy phục màu gì Nói rõ trước không cho đệ chọn mấy cái thứ tơ luộn đắt chết người đâu Chỉ chấp nhận loại quần áo có thể giữ ấm được thôi Ừm um, Về phần màu sắc chỉ bằng hãy mặc đồ màu trắng đi, có được không? Nếu đã trở thành đệ đệ của ta rồi, đương nhiên là phải mặc màu trắng giống ta. Ta là bạch phong tịch, tương lai đệ chính là bạch hàn phát Phác nhi. Phong tịch điếu giết hồi lâu, rồi lại thấy người bên cạnh mình không hề lên tiếng. Hai gò má của nàng nghiêng sang nhìn cậu. Nàng phát hiện ra hàn phát đang cúi đầu im lặng bước theo nàng. Bàn tay run lên nhẹ nhẹ. phát nhi. Tại sao đệ lại không nói gì hết? Phong tịch dừng bước, Muốn im im để chống đối ta không mua quần áo đều cho đệ sao? Ta cho đợi... đệ biết nhá, ta có thể... Phong tịch bỗng nhiên ngừng lời, chỉ thấy hàn phát ngừng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt khôi ngô của cậu tràn ngập nước mắt. Phát nhí, đệ, sao thế? Lạnh quá có phải không? Phong tịch trả sát hai bàn tay đang run run của cậu. Tỷ tỷ, hàn phát nhào vào lòng của phong tịch, lại ôm lấy nàng, nước mắt rơi xuống ngực của nàng. Tỷ tỷ, tỷ, để để là biết hết điểm biết hết thân thể ấm áp của người đang ôm cậu nói cho cậu biết phong tịch căn bản không hề thấy lạnh bằng công lực cao thâm của nàng dù có ở trong thời bằng đất tuyết vẫn có thể ấm áp như thường chỉ vì cậu nên nàng mới muốn mua quần áo mới chống lạnh muốn mua thêm chiếc xe ngựa tránh gió che mưa nếu như không thì phong tịch sẽ không đi đánh bạc mà đã đánh bạc giỏi vậy rồi thì cần gì nàng phải dãi nắng dầm mưa cậu biết khi nắng thắng tiền những người đó nàng chắc chắn là không hề vui vẻ Tất cả là bởi vì cậu, kỹ thực nàng có thể không hề để ý tới cậu. Mọi thứ, tứ cố vô thần, cái thứ duy nhất gắn kết đó chính là phương thuốc. Nhưng phương thuốc này vừa quý giá lại vừa nguy hiểm. Nếu như lỡ có ai biết được phương thuốc này đang ở trên người của nàng, vậy nhất định cả võ lâm này sẽ truy đuổi nàng. Bất cứ lúc nào vẫn có thể mất mạng. Vậy nhưng nào vẫn cứ mang cậu đi cùng, không có nửa lời oán thán, đùa dẫn phai trò suốt trên đường đi. Phát Nhi, đệ là con trai mà lại nhạy cảm và tỉ mỉ như vậy. Mai sau không biết là tốt hay xấu Lòng của phong tịch trùng xuống Lại dỗ dành người ở trong lòng Lặng lẽ thở dài Tỷ tỷ Sau này Phong nhị cũng sẽ chăm sóc cho tỷ Chăm sóc cho tỷ suốt cả cuộc đời này Hàn Phát nghiêm túc hứa hẹn Chẳng biết lời hứa của cậu là nặng nề bao nhiêu Phát Nhi Bây giờ chúng ta đi mua quần áo trước Phong tịch sơ tay lòng nước mắt trên mặt của Hàn Phát Xem đệ đó Là Nam Nhi mà một ngày khóc tới hai lần xấu hổ chưa khuôn mặt của hàn phát ửng đỏ càng rúc vào trong lòng của phong tịch cậu thích được nàng ôm ấp vừa ấm áp lại vừa thơm tho vùi đầu trong cái ôm đó tự hồ toàn bộ thiên địa này đều thay đổi an bình tĩnh lặng rất nhiều năm sau đó có một bạch phong phong long Dành chấn võ lâm thích ngâm thờ múa kiếm nhưng bây giờ chỉ là một đứa nhỏ hay khóc dễ đỏ mặt thích làm núng ở trong lòng của tỷ tỷ đi thôi phong tịch dắt tay của cậu hai người đi qua bốn con phố rẽ vào một cái hẻm nhỏ hẹo lánh đằng trước có một tiểu viện không người ở cánh cửa sơn đỏ loang lổ mạng nhịn răng kín mái hiên trước cửa là một tượng thạch sư ngã ở trên đất chỉ thấy bụi và lá vàng rơi xuống đầy người phong tịch đi tới phất ống tay áo lại dựng thạch sư lên mũi chân điểm nhẹ ôm hàn phát phi thân lên trên thạch sư uyển chuyển như chim yến hai người đứng ở trên thạch sư phía sau họ là một tường nứt ngói tàn lá vàng phủ đầy đất tự nhiên là một bức tranh cổ ố vàng buồn chán bỗng nhiên có thêm hai người những tưởng mang lại sức sống cho bức tranh vậy nhưng họ lại dung hòa vào sự im lặng giống như thời viễn cổ này tỷ tỷ không phải là chúng ta đi mua quần áo sao tại sao lại tới đây hàn phát đợi một hồi không thấy phong tịch giải thích gì đành phải lên tiếng nói chờ người Phong Tịch tựa vào giạch thạch sư, đôi chân dài rũ xuống lai độc. Chờ, chờ ai? Hán phát cũng bắt trước nàng ngồi xuống, đùng đưa hai chân, lại nghiêng đầu nhìn nàng. Chờ kẻ nào đó không biết trời cao đất dày này, dám càn đảm theo dõi ta. Phong Tịch lại hơi nhòm mắt lại, nhìn không chung. Nếu như hắn không xuất hiện, thì đừng có mà trách ta không khách khí. Tiếng Phong Tịch vừa dứt, một bóng người ở trên không trung hạ xuống, lại cúi đầu quỷ cung kính trước mặt của nàng ra mắt phong nữ hiệp ta không phải là mẹ của ngươi cũng không phải là quan phủ đại nhân ngươi quỳ làm gì phong tịch nước mắt nhìn người nọ giận dối đáp ta không có thích quỳ trước ai cũng là không muốn ai quỳ trước mình người nọ đứng dậy ngẩng đầu nhìn phong tịch phong nữ hiệp là còn nhớ tài hạ không phong tịch nhìn hắn sau đó gật đầu thì già la huynh mấy năm nay có khỏe không đó là một hán tử khoảng 34-35 tuổi, thân hình cường trắng, mặt mày rậm mắt to, vốn dĩ hết sức oai hùng, vậy nhưng bên phải của mặt lại có một vết sẹo Giặc một đường từ mũi tới cằm, làm cho khuôn mặt kia thoạt nhìn xấu xí kinh khủng. Phong nữ hiệp lại còn nhớ ta. Đại hán thấy phong tịch vẫn lại còn nhớ hắn, không khỏi mừng rỡ, khuôn mặt xấu xí hiện lên ý cười hân hoàn. Chỉ nhớ của ta cũng là không kém lắm. Phong tịch mỉm cười. 6 năm trước, tổng trại chủ của 38 trại ô vân, nhàn cửu thái, đường đường là một nhân vật tiếng tăm giang hồ, tại sao ta lại không nhớ? Tỷ tỷ, 6 năm trước, không phải là tỷ đã san bằng 38 trại ô vân, có phải không? Hàn Pháp ở bên ngay thấy liền chen vào, cho rằng mình đã nắm được sự tích giang hồ của Bạch Phong hắc tức, rõ ràng như lòng bàn tay. Phong tịch đập đầu của Hàn Pháp một cái. Khi mà người lớn nói chuyện thì tiểu quỷ nhà ngươi phải cấp miệng vào. Ờ, ừ, đây không phải là tiểu quỷ, mai mốt để sẽ lớn hơn cả tỷ tỷ đó hàn phát lại ướn ngực nhàn cửu thái cười cười nhìn bọn họ cũng là không để ý tới lời mà hàn phát nói nhàn chạy chủ theo ta từ sông bang tới đây liệu có việc gì muốn báo thù chuyện sáu năm về trước sao phong tịch không đếm xỉa đến hàn phát lại nhìn nhàn cửu thái phong nữ hiệp sẽ đừng hiểu lầm nhàn cửu thái lại vội vàng lắc đầu cô nương vẫn nhử trước vừa vào sông bạc đã khiến cho người ta chú ý Cửu thái theo tới đây không phải là để báo thù, chỉ là muốn ân, báo ân cứu mạng của cô nương 6 năm trước. Cửu thái? Phong tịch lầm bẩm cái tên đó, sau đó lại cười cười. À, hóa ra sòng bà cửu thái chính là do huynh lập, thảo nào lại bị huynh phát hiện. Phải rồi, sáu năm trước, ta đã dẫn theo huynh đệ đến thành thái an cư lập nghiệp. Chúng ta là vốn xuất thân cường đạo, không thể nào làm mấy cái chuyện văn minh. Chỉ có thể mở được sòng bài, và hiệu cầm đồ cùng với quán ăn ở trong thằng này phần là chỗ nào có chữ cửu với chữ thái thì đều là của huynh đệ chúng ta cả nhàn cửu thái nói vậy thì cũng tốt ít nhất là cũng là đường đường chính chính mà kiếm sống phong tịch cười vết sợi trời mặt của huynh là do ta làm mạng của huynh cũng là do ta giữ bù qua sớt lại không nói đến báo thù cũng chẳng cần phải báo ân đâu không nhàn cửu thái lại lắc đầu với sợ này là do tôi gieo gió gặt báo, nhưng mà ân cứu mạng nếu như không báo, vậy thì cả đời này sẽ khó mà yên tâm được. Hử? Ừ. Vậy thì huynh muốn báo ân như thế nào?" Phong Tịch nói, ánh mắt lại chợt lóe lên. Hàn Phác lại nhìn thấy không khỏi lo lắng, dùng cho tên nhàn cựu Thái kia, chỉ sợ cái ân này báo không nổi. Tại hạ, nguyện làm tôi tớ bên cạnh nữ hiệp, cúc cung tận tụy." Nhàn Cửu Thái quỳ một côi xuống đất. Hử? quang mang trong mắt của phong tịch lóe sáng tay trái giơ cầm đầu ngón tay nhịp nhàng gõ hai hạ gõ hai gõ má ta vẫn đang nghĩ huynh sẽ tặng cho ta rất nhiều kim diệp ngân diệp và châu báu huynh cũng biết rằng ta rất là nghèo ai ngờ chỉ có như vậy thôi hàn phát vừa nghe xong ở trong lòng thầm kêu quả nhiên phong tịch thích nhất là ức hiếp người khác xem ra nhàn kiểu thái này mà không lỗ sạch sẽ ra tài thì là không tống được ôn thần này đi à nhàn kiều thái lại ngẩn người nhưng mà lập tức phản ứng móc ra từ trong lòng một tấm lệnh bài màu bạc nữ hiệp cứ dùng tấm lệnh này thì sẽ rút được vàng bạc ở bất cứ một cửa hàng nào của nhà kiều thái ở trong nam quốc bất cứ cửa hàng nào ở trong nam quốc phong tịch hứng thú bộ dạng tươi cười có một chút ngọt ngào <laughs> xem ra vài năm nay huynh ngăn lộn không có tệ đâu toàn bộ nước nam đều có cửa hàng của huynh à, thì cũng khá tốt Nhàn cửu thái cùng kính đáp lời Ở trong giọng nói có một chút phấn khởi và tự hào Nhờ câu của nữ hiệp giáo huấn Mấy năm nay huynh đệ của chúng tôi Đã có 82 cửa hàng tại Nam Quốc À Quả nhé không tệ Phong tịch lại gật đầu Huynh định đem tất cả những thứ cửa hàng này Giao cho ta Lời vừa thốt hàn vác âm thầm than thở Nhàn cửu thái này nợ ai không nợ Lại nợ bạch phong tịch Coi như đi Vậy như thế nào cũng là sẽ bị dõi cho bỏ chạy có ai muốn tặng hết gia sản của mình cho người khác hay không? cũng được. ai ngờ nhan cựu thái đáp ứng luôn, chẳng hề có một chút nào do dự. hả? lần này đến phiên phong tịch phát khiếp, nàng vốn tưởng rằng nhan cựu thái này đại khái sẽ là mang vài túi tiền đến để cảm tạ ơn cứu mạng, mà nàng lại hùng hộ như vậy, chẳng qua là cũng chỉ muốn đổi người đi mà thôi. ai mà biết? xin nữ hiệp hãy đồng ý với cựu thái, để cựu thái bên cạnh hầu hạ người. Nhan Cửu Thái định quỳ thật lâu dưới đất, lại không có ý đứng dậy. "Tỷ tỷ à, vậy tỷ đã cứu ông ta như thế nào thế?" Hàn Phác Hoài nghi nhìn Phong Tịch, cứu một mạng người ra sao mà đến nỗi người ta muốn dốc hết cả gia sản báo đáp. Nhan Cửu Thái, Huỳnh gọi nhìn là rất hào sảng, chẳng qua ta không cần mấy thứ đó, dẫn với huynh một chút thôi." Phong Tịch nhảy từ trên thạch sư xuống, lại đối tay của Nhan Cửu Thái trên mặt đất. Mấy năm nay, các huynh đệ của huynh đã cất công xây dựng gia sản, vậy thì nên giữ cho cẩn thận, cũng nên lo cho người nhà của mình. Các người là phải sống cho thật tốt, ta để đã quen phiêu bạt một mình rồi, không cần người khác hầu hạ. Nữ hiệp, trước khi tới đây, ta đã giao lại cho các huynh đệ rồi. Khi ta đi, họ sẽ lo cho cửa hàng của Kiều Thái. Nhàn Kiều Thái đứng dậy khẩn thiết nhìn phong tịch. huống chỉ, Kiều Thái vốn là một con đồ, không có vướng vận vợ con. Sáu năm trước, Ta đã từng thề là phải hầu hạ nữ hiệp cả đời. Chỉ là tìm mãi vẫn chưa có thấy nữ hiệp đâu. Hôm nay, nếu như đã gặp rồi, tất nhiên là cựu thái này là phải theo tới cùng chứ. Ai cha! vậy là đến đây đã có tính trước rồi sao? Phong tịch đau đầu vỗ chán, sau đó lại phất tay gọi. Phác Nhi, xuống đây. Hàn Phác nhẹ nhàng nhảy xuống, phong tịch lại dắt tay của cậu, thi triển công phu lướt qua nhanh, khỏi cửu thái, vừa chạy vừa kêu. Nhan cửu thái, Huynh đi về đi, vậy là đã báo ơn cho ta rồi đó. Ờ, à, phòng Phong Hiệp, chờ đợi tôi một chút. Nhàn cửu thái cũng chưa tự bỏ ý định, cất bước đuổi theo. Trên đường lớn, người tới người đi, Phong Tịch không thể nào khinh công quá mức gây hoảng sợ cho mọi người. Tuy vậy tốc độ vẫn nhanh nhẹn, nàng ôm hàn phát, chạy bằng ba người trên đường giống như đạp xe. Còn điều nhàn cửu thái ngày xưa là tổng trại chủ của 38 trại, tất nhiên là bản lĩnh không thể nào khinh thường. Chỉ chạy như vậy tuyệt đối không thể nào thoát được khỏi hắn chân của hắn phi như bay chỉ cách một trượng phía sau của nàng qua đến chín con phố 17 bảy khúc cua phóng qua đến ba hai bức tường phong tịch đã quay đầu lại vẫn nhìn thấy nhan cửu thái đang theo sát Nàng thở dài ra từng bước ta đi tới đâu huynh lại cũng muốn đuổi theo đến tới đó hay sao lại một cái ngó nhỏ tối tăm phong tịch buông hàn phát lại ngồi xuống đất bất đắc sĩ nhìn nhan cửu thái đúng đúng vậy nhan cửu thái cũng không phải là phong tịch đuổi theo sai như vậy chạy nhanh như vậy hắn thực sự là phải thừa hỗn hển cựu thái cựu thái ta đã là muốn nói hầu hạ nữ hiệp suốt cả đời thôi thôi ta sợ huynh rồi phong tịch khoác tay nhìn hàn phát sau đó lại nhìn nhan cựu thái lại hơi trầm tư một chút rồi gật đầu thôi được rồi ta sẽ cho huynh theo <laughs> thật sao vậy thì tốt quá nhan cựu thái cúi người xuống quỳ đung một gối trước phong tịch hai tay lại cầm tay của phong tịch đặt ngang chán từ nay về sau, cựu thái tà, thể tận chung với nước hiệp. Nếu như có sai trái gì, muốn muôn lần chết là không thoái thác. Cầu thị phẳng phất nói ra nhẹ nhàng, nhưng mà lại ẩn chứa vạn phần trách nhiệm. Huỳnh là người của tộc cửu la. Phong tịch nhìn động tác của y đột nhiên hỏi, không thu tay về. Nhàn cửu thái nắm giữ tay của nàng, rũ mắt khẽ hôn, không có một chút nào khinh suất, trang nghiêm hết mực. Phải, cửu thái là người của tộc cửu la nhàn cửu thái cuối cùng cũng buông tay phong tịch tộc cửu la là bộ tộc thần bí đã bị thủy đế diệt hơn ba trăm năm về trước không ngờ vẫn là con người tồn tại ánh mắt của phong tịch miệt mài nghiên cứu nhàn cửu thái sau đó vẫy tay được rồi huynh hãy đứng dậy đi ở bên cạnh ta cũng không cần nhiều lễ tiết như vậy và cũng đừng có mà gọi là nữ hiệp ta có tên có họ riêng vâng cô nương nhàn cửu thái lại đứng dậy cùng kính phong tiệp nhăn mặt nghiêng đầu suy nghĩ một lát nhà đại ca huynh đã sống bao nhiêu lâu ở đây quen thuộc với đường xá của thành thái vậy thì hãy mua giúp ta một chiếc xe ngựa và mấy bộ quần áo cho đệ đệ của ta vâng nhàn cửu thái lập tức trả lời sau đó lại nhẹ nhàng nói cô nương hãy gọi tôi là cửu thái thôi sao huynh chê ta kêu huynh già sao phong tịnh lập tức nhảy dựng huynh lớn tuổi hơn ta gọi huynh một tiếng là đại ca là đúng rồi vậy chẳng lẽ con muốn ta gọi là đệ đệ sao Ta già đến thế sao? À, không phải Ta không có ý đó Nhàn cửu thái lập tức giải thích Không phải thì tốt Phòng tịch lại ngồi xuống Nhàn đại ca, phiền huynh Hãy mua xe nhanh lên một chút Sẵn tiện mua thêm một ít thức ăn Lúc nãy chạy dữ quá, đã tiêu hết rồi À, vậy được, vậy được Tôi sẽ lập tức đi ngay Xin cô nương hãy chờ ở đây một lát Nhàn cửu thái không tranh luận với nàng nữa Lập tức xoay người rời đi bên ngoài thành vị nước bạch có một quán trọ nông thôn chỉ có bán bánh bao nhân màn thầu và cháo trắng chỗ này làm ăn rất nhỏ khách hàng chủ yếu là dân nghèo đi qua đường còn người giàu muốn ăn thịt cá thì dĩ nhiên là phải vào thành ông chủ cho hai cái màn thầu một chén cháo vừa sáng sớm chủ quán mới thu xếp xong mọi thứ đã có khách tới cửa khách quan xin mời ngài ngồi tôi sẽ tới ngay ông chủ đang chờ mở lồng hấp để xem màn thầu chín chưa sương mù lượn lờ không thấy rõ mặt của mị vị khách vừa tới chỉ thấy một bóng áo trắng bước vào quán ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ khách quan màn thầu và cháo trắng của ngài đây chỉ trong chốc lát ông chủ đã bưng đến món ăn sáng nóng hổi đa tạ vị khách đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu nói cảm ơn vậy công tử có muốn dùng cái gì nữa không ngay lúc vị công tử áo trắng quay lại ông chủ cảm thấy có ánh sáng chói lọi trước mắt dường như mặt trời đã mọc lên giữa những tia sáng sáng sớm thưa thớt trong gian phòng âm u sơ xài tức khắc sáng rực không cần đâu ông chủ bận cái gì thì cứ làm đi người áo trắng cúi đầu bưng chén cháo trắng vậy tôi sẽ mang thêm rau cho công tử dùng chung nhé ông chủ quán lại nói muốn đem mấy củ cải khô và miếng đậu que còn có cải ngâm tương bà nhà mới làm lên cho vị khách này dùng không phải là lão muốn kiếm thêm tiền chỉ việc bởi vì thích nói chuyện với một vị công tử nhiều hơn một chút ta thấy chỉ bằng huynh nên đi cùng với ta thì hơn lúc này bỗng nhiên có tiếng nói ở đó trong trẻo xen vào bên ngoài cửa có một người bước tới chủ quán quay đầu nhìn lập tức tim của ông đập thình thịch thầm nghĩ hôm nay là ngày gì tại sao lại có những vị khách đến như vậy nếu như vị công tử áo trắng kia phiêu nhiên giống như là người có ở trên vậy thì công tử áo tím vừa đi vào lại giống y như là vương tôn quý tộc ở trong cung vàng điện ngọc sống đến năm mươi mấy năm rồi lần đầu tiên ông nhìn thấy những nhân vật như vậy hoàng triều huynh đã tới người áo trắng nhìn về phía công tử áo tím mỉm cười ôn hòa vô duyên huynh thích ăn những cái thứ này sao hoàng triều nhìn lướt qua hai cái màn thầu trắng trước mặt lại tùy tiện lắc đầu huynh ấy ăn thử đi ngọc vô duyên chỉ vào món ăn trước mặt vì cá yến xào đã ăn nhiều rồi huynh cũng nên nếm thử xem cơm canh đạp bạc những thứ này thực sự mang tư vị khác hoàng triều đi đến ngồi đối diện với chàng tại sao huynh lại đến đây là thuận đường mà tới ngọc vua duyên nói quay đầu bảo với ông chủ quán cảm thấy ông chủ hay mang thêm hai chén cháo trắng và vài cái màn thầu tới à, được thôi chủ tiệm vui vẻ đồng ý Giản, dạ, cậu cũng ngồi xuống đi ngọc vua duyên nhìn tiêu dạn sau lưng của hoàng triều vừa thấy y thì không khỏi kinh ngạc. giản, cậu, dẫu cô đã cũng chịu thay quần áo rồi. người vĩnh viễn luôn mặc y phục trắng như tuyết này hôm nay lại vẫn trường bào là màu lam, làm giảm đi một vài phần lạnh lùng và nghiêm nghị, tôn lên làn da trắng tuyết. cả người của y giống như là một viên đá thủy tinh xanh nhạt, vừa bằng lãnh vừa thanh cao, giữa thanh cao lại cảm thấy ôn hòa, ánh sáng chuyển động quanh thân khiến cho người ta muốn thân cận nhưng mà lại không đành lòng chạm tới. Hoàng Chiếu liếc nhìn tiêu dạn, lại chợt nói. Ta nghĩ nếu như huyền gọi cậu ấy là tuyết không, vậy thì cậu ấy sẽ càng thích hơn. Sao? Ngọc Vũ Duyên lại hồ nghi nhìn hắn. Tuy rằng tiêu giản là tên của tuyết không thật, nhưng mà bọn họ từ trước tới này toàn gọi y bằng giản. Nhìn về công tử, màn thầu nóng đã tới rồi. Chủ tiệm bưng đến chén cháo trắng và màn thầu. Hoàng Triều phất tay bảo ý ông chủ hãy lùi xuống, lại nhìn Ngọc Vũ Duyên cười cười. Bởi vì Bạch Phong Tịch nói cậu ấy thích hợp với siêm y màu lam của trời. Vậy cho nên hôm sau, cậu ta lên đổi trang phục. hơi nữa Bạch Phong Tịch còn nói cậu ấy là phải tên Tuyết Không mới đúng. Cậu ấy im lặng không nói gì. Nhưng mà khi ta đổi giọng kêu cậu ấy là Tuyết Không, thì lông mày của cậu ấy đã giãn ra, rất vui vẻ. À, không ngờ Bạch Phong Tịch lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Thật sự là mở mang kiến thức. Ngọc Vô Duyên quay đầu nhìn tiêu giản. Tiêu tuyết không, phát hiện ra ánh mắt của y chuyển sắc màu lam kỳ dị cái tên tiêu tuyết không này rất là thích hợp với cậu bây giờ cậu lại mặc cả đồ màu lam thì lại còn đặc biệt hơn nữa thực sự giống như là tuyết ở trên không rất đẹp sắc mặt lam nhạt ở trong đôi mắt của tiêu tuyết không sông lên nồng đậm y chuyển hướng nhìn hoàng triều khoái môi giật giật cuối cùng vẫn không nói câu nào chỉ vươn đũa gấp mặt một cái màn thầu nuốt ực xuống bụng ngọc vừa rồi nhìn bộ dạng của cậu ta không khỏi cũng muốn trêu đùa lại cười nói Nước hoàng không có nữ nhân nào đẹp hơn cậu đâu. Nếu như cậu là con gái, không chừng cũng là ngang ngửa với công chúa Hòa Quốc. Ngọc Công Tử, nhưng tôi là đàn ông. Tiểu tuyết không lấy nuốt tiếp cái màn thầu khác, lại nhìn Ngọc Vui Duyên gần từng chữ một. Ngụ y nói rằng là đàn ông sao có thể khen đẹp lắm được, lại càng không tin so với nữ nhân. Nhất là cái cô công chúa Hòa Quốc mà thiên hạ xưng là đệ nhất mỹ nhân đó. Lúc bà Phong Tịch nói, ánh mắt của cậu rất đẹp, vậy tại sao lại không phản bác? hoàng triều chen lời nói xong lại cầm bát cháo trắng lên thổi một hơi sau đó hút đấy phân nửa tiểu tuyết không lại nhìn hoàng triều há hốc mồm không khỏi không thốt nên lời Rốt cũng đành phải cúi đầu cắn thêm một cái màn thầu ngọc vua duyên cười không nỡ trêu y nữa xoay sang hỏi hoàng triều vậy chuyến đi này như thế nào rất tốt hoàng triều chỉ nói đơn giản hai chữ sau đó khẽ cười một câu mà khiến cho hai nước đỉnh chiến ngọc công tử quả nhiên rất lợi hại hạ tất phải thêm nhiều oan hồn vô tội như vậy ngọc vô duyên tay gấp chiếc màn thầu trên đời đài có vô số oan hồn huống trì người nào chết cũng là giống nhau cả thôi hoàng triều bình tĩnh nhìn chàng đến khi đó rồi hắn nói bây giờ hãy tránh cho được vậy thì nên tránh ngọc vô duyên ăn xong một cái màn thầu lại buông đôi đũa chè dừng mắt nhìn Hoàng Triều. Và lại, ta thay Huynh chiếu cáo thiên hạ, huyền lệnh trí tôn, quy vị Hoàng Quốc. Đây là điều mà Huynh muốn, vậy còn gì? Nếu giả sử nước Nam dám xâm phạm với nước Hoàng, Huynh chẳng phải là danh chính nguồn thuận chiếm thêm vài tòa thành, hay là thôn tín luôn cả nước đó sao? Về việc tranh chấp giữa hai nước Bạch Nam, Huynh ở giữa người ông đắc lợi. Nhưng cái răng sơn rách nát này, Huynh liệu có muốn hay không? Ngọc Vô Duyên lại không đợi hắn lên tiếng, lại nói tiếp. Mà ngại gì chuyện này? Đến lúc đó, tự mình xây lại. Quả nhân dường như mọi suy nghĩ trong lòng của ta, Huynh chỉ cần lết qua liền hiểu hết. Hoàng Triều thản nhiên buông lời, ánh mắt đào sang ông chủ quán đang bận rộn. Đừng có động vào ông ta. Ánh mắt của Ngọc Vô Duyên lấy lên, xuất thủ đè bàn tay vừa cầm chui kiếm của tiêu tuyết không những lời này cho dù là ông ta nghe thấy thì có thể làm được gì cần chỉ phải giết người vô tội hoàng triều phất tay tự hồ có một chút bất đắc dĩ nhìn ngọc vô duyên huỳnh đúng là người có tấm lòng bồ tát ngọc vô duyên lại cười khinh đạp vậy bước tiếp theo Huynh định làm gì đương nhiên ta phải đi về lần này ta đi gặt hái được không ít hoàng triều nói đầy thầm ý Ngọc Phu Duyên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng. Tối Hoa Quốc. Hoa Quốc. Hoàng Triều kinh ngạc. Phải, đến Hoa Quốc, giàu có nhất Đông Triều, gặp Đông Triều đệ nhất Mỹ Nhân. Ngọc Phu Duyên lại rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa Quốc sao? Ánh mắt của Hoàng Triều rơi vào nửa bát cháo trắng trước mặt, hắn bừng lên hút sạch, sau đó lại đặt lại trên bàn, con người xẹt sang một tia sáng. Cũng tới lúc rồi ừ ngọc vô duyên thản nhiên gật đầu đi càng sớm càng tốt đi hoa quốc xong cũng có thể trở về hoàng triều đứng ở trên bước ra bên ngoài ngọc vô duyên cũng đứng dậy quay đầu nhìn ông chủ quán nhợt nhạt cười cảm ơn sự chiều đái của ông sau đó cũng đi ra cửa tiểu tuyết không rút từ trong tay áo ra một miếng ngân diệp đặt ở trên bàn nhanh chân đi theo hai người kia hết trường hết tập sáu Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.